Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới, trên đất liền, khoảng ngày 9 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc, mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5 trên biển từ chiều ngày 9 tháng 10 ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7 và cấp 9. Khu vực vịnh Bắc Bộ sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao từ 4 đến 6 m, biển động mạnh. Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10 do chuyển hưởng của một đợt gió mùa đông bắc sau kết hợp với rãnh áp thấp có trục qua khu vực trung bộ nên trên đất liền khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm một đợt, có nơi trên 400 mm một đợt. Vùng ven biển gió mạnh cấp 5 giật cấp 6, sau tăng lên cấp 6 giật cấp 7, nhiệt độ thấp nhất đợt phổ biến từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 24 đến 26 độ C. Trên biển bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, từ ngày 10 tháng 10 có mưa rào và dông, gió đông bắc mạnh cấp 5, cấp 6 và cấp 7 khả năng ngày 13 tháng 10, gió mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế xã hội. Do ảnh hưởng của mưa lớn, cần đề phòng có lũ trên các sông, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Trong mưa dông, cần đề phòng có lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực nuôi thủy hải sản ở vùng biển ven bờ, tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển có gió mạnh cần chủ động phòng tránh